khi dữ liệu thông tin đã bị lộ thì cái đầu tiên là họ sẽ bị làm phiền. Gọi điện cho các nạn nhân, ví dụ như hướng dẫn là kê khai thuế hoặc là hướng dẫn hoàn thuế, sử dụng chính cái điện thoại của nạn nhân và tiến hành các cái lệnh chuyển tiền với ngân hàng. Thì về bản chất ở đây chúng ta chia nhỏ cái rủi ro ra. Tức là một cái số điện thoại cho làm việc chính và giao dịch đưa cho các đối tác cũng như là bạn bè. Còn những số điện thoại họ có thể sử dụng để đăng ký các cái dịch vụ. Đầu tiên thì những cái đối tượng lừa đảo sẽ dựng lên một cái kịch bản, gọi điện cho các nạn nhân. Nạn nhân đã làm theo hướng dẫn và đã tải một cái phần mềm từ cái website mà các cái đối tượng đã gửi cho. Và sau đó thì cấp quyền cho cái phần mềm giả mạo mà đã cài lên điện thoại của mình. Và sau khi mà được cấp quyền ấy, thì cái phần mềm này nó sẽ hoạt động ngầm ở trong điện thoại và nó theo dõi toàn bộ các cái hoạt động cũng như là lấy cắp được các cái thông tin về tài khoản, về mật khẩu cũng như là thậm chí là cả cái mã OTP ở trên cái điện thoại của nạn nhân. Và sau đó thì hacker có thể từ xa thực hiện là đưa ra các cái lệnh điều khiển để sử dụng chính cái điện thoại của nạn nhân, tiến hành các cái lệnh chuyển tiền với ngân hàng và chuyển đến các cái tài khoản mà hacker đã chuẩn bị sẵn và rút hết tiền trong tài khoản của khách hàng. Thực chất thì khi mà cái điện thoại của chúng ta đã bị kiểm soát bởi một phần mềm gián điệp, về cơ bản là nó sẽ có thể thao tác từ xa như chính chúng ta thao tác trên chính điện thoại của mình. Đấy là lý do vì sao mà không thể phát hiện được các hành vi bất thường, vì các thao tác này đều thực hiện trên chính cái thiết bị của người sử dụng như một người thông thường. Và theo tôi thì đấy là một cái phần rất là lớn từ chính từ người sử dụng cá nhân nếu chúng ta đã bị lừa cài đặt và kiểm soát trên cái điện thoại của mình. Thực ra thì cái xu hướng mà chúng ta sử dụng nhiều SIM và chúng ta phân định mục đích của các cái SIM, ví dụ một SIM chuyên để thực hiện các cái giao dịch và một SIM thì chuyên để nghe gọi chẳng hạn, thì cái việc mà chúng ta càng chia nhỏ các cái dịch vụ, càng sử dụng nhiều các cái SIM điện thoại và sử dụng nhiều các cái hình thức xác thực khác nhau ấy, thì về bản chất ở đây là chúng ta chia nhỏ cái rủi ro ra. Đấy cũng là một trong những cái biện pháp người sử dụng có thể quyết định cho cái việc là những thông tin nào của mình cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ và với cái số điện thoại nào. Tôi nghĩ là cái việc chúng ta lựa chọn phương án như thế cũng là một trong những cái hình thức để chúng ta lọc dữ liệu cũng như là để hạn chế những cái nguồn thông tin bị trôi nổi rồi. Trong khi cái việc bảo tự bảo vệ dữ liệu của mình chưa thể chủ động được thì người sử dụng có thể lựa chọn cái phương án đó. Với SIM thứ nhất đã trở thành thuê bao liên lạc chính, người dùng có thể lựa chọn SIM thứ hai từ các nhà mạng chuyên cung cấp các dịch vụ số. Từ nay đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2023, lựa chọn SIM thứ hai VNSky, khách hàng sẽ nhận được data không giới hạn với 3G data tốc độ cao mỗi ngày, miễn phí gọi nội mạng VNSky và Mobifone, cuộc gọi dưới 10 phút, tối đa 1.000 phút, miễn phí 50 phút gọi ngoại mạng.